À, vâng thưa quý vị như thường lệ bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những tin tức đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay à, quý vị thân mến trong hai ngày cuối tuần thì học sinh của hơn 20 tỉnh thành phố trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 công lập với một tâm trạng thoải mái sau những ngày ôn luyện căng thẳng đề thi năm nay thì được đánh giá là khá nhẹ nhàng vừa sức với thí sinh phù hợp với hoàn cảnh phải nghỉ học do dịch bệnh nhiều phụ huynh học sinh lo lắng đề thi dễ đồng nghĩa với việc là điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay sẽ tăng cao. Báo lao động trên trang nhất và trang 2 có bài kết thúc thì thi tuyển sinh vào lớp 10, đề thi không khó, dự báo điểm chuẩn tăng. Và đề thi vào lớp 10 năm nay cũng được đánh giá là cập nhật tính thời sự, đặc biệt là đối với môn ngữ văn. Đề thi của Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An hay môn chuyên văn của Hà Nội và nhiều tỉnh thành đều đề cập đến dịch Covid-19. Hình ảnh những anh hùng thầm lặng trong công tác chống dịch, sự sẻ chia của đồng bào trong lúc hoạn nạn được đưa vào đề thi để giáo dục và định hướng cho học sinh. Tuy nhiên, cùng đề cập đến dịch Covid-19, cách ra đề của thành phố Hồ Chí Minh được giáo viên trong cả nước đánh giá là hay, sáng tạo, vừa mang tính định hướng, vừa giúp học sinh có thể thể hiện được cái tôi. Với đề thi của Hà Nội, giáo viên và học sinh vẫn chờ đợi một sự mới mẻ, đột phá ở những năm sau. Sau khi kết thúc kỳ thi vào lớp 10, Sở Giáo dục đào tạo các địa phương sẽ bắt tay thực hiện công tác chấm thi. Kỳ thi vào lớp 10 năm nay được nhiều địa phương đánh giá là an toàn nghiêm túc, tuy nhiên ở một số nơi vẫn có sâu sắc trong khâu tổ chức. Thưa quý vị, bằng sâu hơn về chủ đề này thì báo Thanh niên trên trang nhất và nhiều trang khác cũng đã có đăng tải bài thi vào 10 trường công còn căng vì đề dễ điểm cao. Đề thi dễ điểm cao sẽ nhiều, nhưng với đặc thù của kỳ thi tuyển sinh, trong khi chỉ số chỉ tiêu tuyển sinh vào trường trung học phổ thông công lập không tăng, nên sức cạnh tranh vào lớp 10 năm nay cũng không vì thế mà hạ nhiệt. Ông Nguyễn Mạnh Cường, giáo viên toán trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam đã đánh giá, đề phù hợp với đa số học sinh, có lẽ nhiều điểm cao, phổ điểm sẽ rơi vào 75 cho đến điểm. Đề thi dễ khiến cho những học sinh giỏi thực sự chia sẻ, đề thi không phương hóa dành cho đối tượng xuất sắc, khiến các em dễ bị đánh đầu với học sinh chỉ ở mức khá giỏi. Phó giáo sư Nguyễn Phương Nga, giám đốc trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam cho rằng, với tính chất của một kỳ thi tuyển sinh như tuyển sinh vào lớp 10, thì đề thi quá dễ hay quá khó đều không đạt yêu cầu một đề thi tốt. Để ra được một đề thi tốt, nhóm ra đề cần phải xây dựng được bản ma trận cấu trúc đề, làm sao đánh giá được kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất mà các học yêu ra yêu cầu. Đề thi phải có độ phân hóa, các ý phải có độ khó tăng dần lên phân loại được học sinh nếu có một đề thi không tốt theo phó giáo sư phương nga hệ lụy của nó trước hết là gây khó khăn cho các trường trung học phổ thông trong việc lựa chọn học sinh vào học đề không tốt điểm quá thấp hay quá cao không phân hóa được thì sự lựa chọn của các trường sẽ mang nhiều may rủi vì có thể học sinh điểm sàn sàn nhau nhưng thực ra lực học rất chênh nhau Vâng thưa quý vị, chia tay vấn đề giáo dục thì chúng tôi sẽ mang đến quý vị một thông tin khác được đăng tải trong số báo ra ngày hôm nay. Với mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và chống biến đổi khí hậu thì việc khởi động dự án điện hạt nhân hay không cần có một thái độ dứt khoát ngay từ đầu để có thể định hướng cho phát triển. Báo tuổi trẻ trên trang 2 có bài viết Điện hạt nhân hay không cần dứt khoát. Ông Nguyễn Văn Bình, trưởng ban kinh tế trung ương cho biết, trước đây ta cũng đã có chủ trương phát triển điện hạt nhân đã có đề án được Quốc hội thông qua, nhưng vì nhiều nguyên nhân, Đảng và nhà nước đã quyết định tạm dừng. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không phát triển điện hạt nhân nữa, mà chúng ta tạm thời dừng lại vì một số lý do. Trong đó, lý do lớn nhất đó là kinh phí. Vì nếu chúng ta cần đầu tư với kinh phí cao thì ta không chịu nổi với tình hình ngân sách, nợ công, nợ nước ngoài do đó việt nam đã phát triển nguồn năng lượng khác đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ta tích lũy thêm về nguồn vốn chuyên môn từng bước làm chủ được công nghệ điện hạt nhân thì mới yên tâm để vận hành nhà máy điện hạt nhân còn phó giáo sư tiến sĩ trần đình long phó chủ tịch hội điện lực việt nam cho rằng việc khởi động điện hạt nhân là quyết định quan trọng cần phải được cân nhắc kỹ một bài học lớn là quy hoạch điện bao giờ cũng bắt đầu từ nhu cầu việt nam cần bao nhiêu điện cho từng năm nó phải được luận chứng dự đoán chính xác từ trước đến nay có tình trạng vừa ký ban hành quy hoạch xong chưa giáo mực đã lo sửa đổi vì dự áo chưa chuẩn ta đang chạy theo cung nhiều hơn cầu Thưa quý vị, cùng chuyển sang những tin tức về kinh tế thị trường đáng chú ý. Về tình hình gian lận xuất xứ hàng hóa đã và đang diễn biến hết sức phức tạp trong thời gian vừa qua, gây ảnh hưởng đến uy tín cũng như dễ khiến hàng hóa Việt Nam rơi vào các vụ kiện phòng vệ thương mại. Bộ Công Thương đã và đang triển khai mạnh loạt giải pháp, đặc biệt là cảnh báo sớm để hạn chế tình trạng này. Báo Công Thương trang nhất và trang 4 cũng đã có bài chống gian lận xuất xứ hàng hóa, ra soát cảnh báo đúng trọng điểm. Theo Cục Xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương, hành vi gian lận xuất xứ hàng hóa bắt đầu gia tăng và phức tạp hơn nhiều trước những diễn biến phức tạp này bà nguyễn cẩm trang phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu cho biết bộ công thương đã đang và sẽ làm sức mạnh việc cảnh báo sớm đến cộng đồng doanh nghiệp trong đó thì nguy cơ rủi ro gian luận xuất xứ, không cảnh báo tràn lan, tránh ảnh hưởng đến vấn đề xuất khẩu. Thực tế thì trong thời gian vừa qua, Bộ Công Thương cũng đã tích cực cảnh báo về nguy cơ gian lận xuất xứ với các mặt hàng như là nông sản, gỗ dán, lốp xe, đồng thời tuyên truyền để doanh nghiệp hiểu, không tiếp tay cho hành vi gian lận, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, ngăn chặn gian lận. một vấn đề chúng tôi tin rằng rất nhiều người đã quan tâm và cũng đã từng gặp phải do mức phạt cao và giá trị của chiếc xe không lớn rất nhiều người vi phạm giao thông đã sẵn sàng bỏ luôn xe và không chấp nhận nộp phạt cộng với hàng chục nghìn xe vô chủ khác thì các bãi trông giữ xe vi phạm đang ngày càng quá tải trong khi thủ tục xử lý những chiếc xe này rất phức tạp mất nhiều thời gian vậy làm như thế nào để có thể giải quyết thực trạng này báo giao thông ở trên trang nhất và trang hai có bài viết bị phạt nặng người vi phạm bỏ xe trốn phạt Bài báo cho biết là việc chủ xe không đến làm thủ tục xử lý, nhận lại xe khiến cơ quan chức năng khó khăn trong công tác bảo quản. Xe bị giữ lâu ngày phải rút hết xăng để đề phòng cháy nổ. Mùi xăng, hóa chất để lâu ngày cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của những người làm nhiệm vụ bảo quản phương tiện vi phạm. Theo đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền, thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, theo quy định hiện nay, sau khi các xe vi phạm không có người đến nhận, một năm sau mới được làm thủ tục thanh lý. Tiếp đó, lực lượng công an địa phương phải hoàn thiện thủ tục xác minh, lập danh sách trình lên bộ trưởng Bộ Công an hoặc chủ tịch tỉnh thành phố để ra quyết định thanh lý, bán đấu giá tài sản. Với quy trình thủ tục như vậy có khi phải mất 1 2 năm, quy định hiện hành về việc tạm giữ phương tiện đã bộc lộ bất cập cần xem xét trong quá trình sửa đổi, bổ sung luật xử lý vi phạm hành chính. Ông Xuyên cho biết Thưa quý vị, tại cuộc họp mới đây về tiến độ triển khai đề án khám chữa bệnh từ xa và hồ sơ sức khỏe điện tử với các bệnh viện, các đơn vị có liên quan và các doanh nghiệp công nghệ thông tin, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Long, quyền bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, dự kiến thì đầu tháng 9 tới toàn hệ thống khám chữa bệnh sẽ tham gia vào đề án khám chữa bệnh từ xa do Bộ Y tế ban hành. Báo Pháp luật Việt Nam trên trang 6 cũng đã có bài viết, cả nước sẽ triển khai khám chữa bệnh từ xa từ tháng 9. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, cục trưởng cục khám chữa bệnh đơn vị được giao đầu mối hướng dẫn triển khai đề án khám chữa bệnh từ xa chia sẻ đây sẽ là chiến lược quan trọng của ngành y tế đặc biệt trong giai đoạn tất cả các bộ ngành đều tham gia vào chương trình chuyển đổi số quốc gia sau 2 tháng triển khai thí điểm đề án khám chữa bệnh từ xa bệnh viện đại học y dược hà nội đã thu được nhiều kết quả khả quan như đảm bảo giãn cách xã hội trong phòng chống dịch covid-19 giảm chi phí và thời gian cho người bệnh giảm quá tải tạo cân bằng người bệnh giữa tuyến trên và tuyến dưới tăng cường năng lực chuyên môn tuyến dưới và kết nối mạng lưới các bệnh viện. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Long đã giao nhiệm vụ cho các bệnh viện tuyến trên kết nối với 1.000 bệnh viện tuyến dưới để tham gia vào đề án khám chữa bệnh từ xa nhanh nhất. Đối với hồ sơ bệnh án điện tử, ông Long cũng cho biết thêm, hiện Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội đang phối hợp để quản lý, thống nhất hồ sơ sức khỏe điện tử. Trước mắt sẽ thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử đối với việc khám chữa bệnh ngoại trú. Một thông tin thể thao rất đáng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, các lò đào tạo cầu thủ trẻ như Học viện Juventus Việt Nam, Hoàng Anh Gia Lai, GMG, Viettel, PVF đều rất khó tuyển sinh ở những địa phương có nhiều tài năng do không được đồng ý. do đó họ phải lách. Báo tuổi trẻ trang nhất và trên nhiều trang khác có bài viết ngăn sông cấm chợ tìm cầu thủ trẻ. nhiều chuyên gia cho rằng bóng đá Việt Nam sẽ được hưởng lợi nếu như các bạn trẻ được phát triển trong một môi trường đào tạo tốt nhất. Nhưng các lò đào tạo như Học viện Juventus Việt Nam, Hoàng Anh Gia Lai, GMG, uh, Viettel hay quỹ đầu tư phát triển tài năng bóng đá Việt Nam PVF đều rất khó tuyển sinh ở những địa phương nổi tiếng có nhiều tài năng do không được đồng ý. Cần xây dựng hành lang pháp lý, đó là ý kiến của chuyên gia Đoàn Minh Sương. Các học viện hay trung tâm bóng đá đều có quyền đi tuyển sinh ở các nơi khác không phải địa phương mình đặt trụ sở vì họ có chức năng đào tạo. Nên các địa phương nếu từ chối không cho họ vào thì liệu có đúng luật? À, tôi nghĩ vấn đề này cần được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Tổng cục Thể dục Thể thao xem xét, xây dựng một hành lang pháp lý không chỉ cho bóng đá mà còn cho các môn thể thao khác nữa. Việc các địa phương ngăn cản các học viện hay các trung tâm bóng đá đến tuyển sinh là điều không tốt. Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn nêu ý kiến, việc các học viện hay trung tâm bóng đá lớn đến các địa phương khác tuyển sinh là điều tốt và các địa phương nên để cho các tài năng trẻ của mình có cơ hội thực sức. thưa quý vị vừa rồi là những bài viết trên những số báo số ra sáng nay đã được chúng tôi tổng hợp và gửi đến quý vị